Hello anh em, như trong clip trước, mình đã có một chuyến đi biểu diễn và xem giải bóng đá Wimbledon tại Quy Nhơn, Bình Định. Video clip hôm nay sẽ là một ngày đá banh của mình tại mảnh đất 77 này. Mời cả nhà cũng thưởng thức nha. Tôi là Thi Freestyle. 9 giờ sáng. Hello anh em. Buổi sáng ngày hôm sau, mình đã có mặt tại sân vận động. Hà Đức Chinh trên kia đang hát. Rồi của năm ngoái rồi. Năm nay đổi thì đổi thành Quy Nhơn Bình Định rồi, không còn là Turbulence nữa. Sân vận động Quy Nhơn của tỉnh Bình Định. Bên đây có quán cà phê. Xe của đội. Câu lạc bộ có mặt sân thi đấu tốt nhất giải bóng đá Tứ Hùng 2021 Champions League Vilichu 2020 vô địch Vilichu. À, hạng 3 Vilich 2022 nè anh em. Ồ, trưng bày toàn bộ ở đây luôn. Cho là anh gì nữa. Còn ở dưới bộ rồi nè. Đây, Vilichu cúp này bự dữ. Hai cúp luôn. Cả cúp Thiên Long mới nhận nè. Đây là cổng A3, A1, A2. À, nó không giống ở Thống Nhất của mình. Thống Nhất của mình nó to hơn, ở đây thì nó nhỏ hơn. Nhưng mà cũng là một nơi anh em có thể tới đam mê bóng đá, có thể tới check in sân bóng của tỉnh cũng tốt mà đúng không? À, đây là cổng vào. Trong kia đang có ai đó đang giám định mặt cỏ. Ô la la, không có ai canh cổng cả. Vào trong xem sân vận động Quy Nhơn sẽ như thế nào nè. Bên đây có cái đẹp quá ta. Anh em thấy sân vận động Quy Nhơn có đẹp không nào? Nếu đẹp thì thả cho mình cái comment với nha. Ở bên này thì Đình Trọng đang tập phục hồi sau giai đoạn chấn thương nha anh em. Quá xa đẹp. Ôi bị đuổi anh em ơi, thôi đi ra. Đi ra thôi. Nay sân đang bảo dưỡng mặt cỏ hay sao ấy, nên không cho ai vào sân cả. À, Tình Trọng đang tập trong kia. Sao lại luôn? Thôi kệ đi. Ok. Đó vậy thôi. Ngó sân Bình Định vậy là được rồi. 12 giờ trưa. Nay check in bún đậu vị nhà 109 Phan Bội Châu, Quy Nhơn. Ăn trưa nha anh em. Coi đây coi. Rất là đẹp nha anh em. Đó, thấy chủ tiệm đam mê bóng đá không? Vô là biết là mê bóng đá liền. Nhìn cái là biết liền. Dân chơi đá banh đây rồi. Hay quá môn ơi. Vô địch nè. Ăn trưa, ăn trưa. Nay ăn trưa cùng Vương Sáu Còi, Hảo Na và An Kaka. Và đây là menu nè. Hảo Na chọn nước chấm nè. Nè đường đúng không? Ớt, tỏi, tắc. Quy Nhơn tối không bây giờ tối giờ được không? Phần này mấy người vậy ta? Năm người đúng không? Bốn người. Quá đã, quá đã, quá đã. Trời ơi, quá đã, quá đã, quá đã. Anh em ơi. Cái gì vậy? 239k ăn no nê luôn nha anh em. Quá xá ngon, quá xá ngon. Giờ thì về khách sạn nghỉ ngơi. Chiều sẽ là một trận banh tại Quy Nhơn.
16:30 chiều. NKK chở mình ra check-in bãi trứng, nhưng mà mình coi trên Google Maps thì đây là bãi biển hoàng hậu nha anh em. Pha vừa rồi sợ sóng đánh vô ướt giày, chạy thấy bà luôn. Bảy giờ chiều. Và bây giờ mình đã có mặt tại sân đường sắt. Nói là sân đường sắt tại vì sau lưng đây là ga Quy Nhơn, trục đường sắt đây nè, nên gọi là sân đường sắt nha anh em. Chứ nhìn xung quanh là không thấy cái một cái biển tên sân nữa. Mình đã có sân tennis nữa. Sân 7, một sân độc lập, không phải là chia từ sân 5 gì cả. Khu vòng cấm thì khá rộng, khung thành thì không to lắm, nhỏ nhỏ, rộng hơn sân 5 một chút. Đội bóng đá 05 thành lập ngày 5 tháng 5 2005. Thầy vậy thôi nào, đợt này đi Quy Nhơn mình mang theo con Vapor 14 Pro TF. Đôi này mình mang đang son lắm đó, đang tìm mua thêm vài con giống giày nữa để dự phòng nè, nhưng mà kiếm chưa ra. Bên mình chắc 40 bốn mấy không, đúng không? Đúng rồi. Lớn. 51. 42 45. 4 39. Dạ. Bên chia trẻ dữ vậy. Không sao. Lão tướng đã lão trẻ. Để cho vui rồi, chị hạng rồi, giờ chấm rồi nè. Hảo Na đã vô sân. Hảo Na đã vô yên sân. Yên trong là cứ đứng yên chỗ à. Kèo này không phải là kèo chính của ngày hôm nay. Tại Hảo Na đá trận này nên mình đi theo ké thôi. Trận này mình đá được có tí xíu à. Nào đá nhẹ nhàng ha. Vậy nè. Bị được. Chặt quá. Ơi, canh nè, được. Đây sâu anh, đây sâu anh.
ơi. Quay phải, quay phải, quay phải. Lên 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 lên. Cái nữa. Nè. Vậy được. Chào anh, chào anh, chào anh. Ăn. Đó bên. Đó bên, đây đây đây. Nè 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 nè. Nè 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 nè. Nè 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 nè. Hey nè ơi. Ôi trời. Ừ. Ok ok. Ok, nhiêu đó đủ rồi. Chuẩn bị qua kèo sân 5 bên sân Nguyễn Thị Định. Hảo Na vẫn còn đá trong sân. Dự tính là sẽ đá hết trận này. Mình thì lên xe trở về sân Nguyễn Thị Định đá trận tiếp theo. 3 sân 7 tất cả. Trong đây một sân 5 nữa. Ồ, có sân bóng chuyền nữa. Xung quanh đây chắc để chạy bộ đi bộ. Bãi cát đây hết xà đường. 2 sân 5 à. Bên đây 1 sân. Bên đây 1 sân nữa. 2 sân. Sân bóng chuyền ở đây. Có sân bóng rổ luôn. Ủa ai bạn của đồ tôi vậy? FC198X 25. Bên này nó chẳng không biết. 5 đá 1 chụp. 6v6. Coi xe lấy nước đi mấy đứa. Bên nãy. Trả nhiệm một cái á. Bình áo trắng thiếu người quá nên An Kaka qua đội bên đó đá. Ui. Pha vừa rồi mình mất tập trung nên để An Kaka lọt qua phía sau lưng ghi bàn. Ý da. Thủ môn mình đội bạn hơi yếu nên mình vừa có bàn thắng vừa có hẳn 30k. Dứt. Trong lúc lượm banh bên biên bên kia, thủ môn đội mình thấy một quả bóng chì nên đổi banh luôn nè. Do là sân nhỏ nên đổi quả bóng chì sẽ dễ đá hơn. Hay. An Kaka có bàn thắng thứ hai. Trời ơi, gánh tim của đội bạn đây rồi. Có một kiến tạo nha và thêm 30k nữa. Ok. Hey. Đội bạn không tập trung nên mình đã phạt góc nhanh, vậy là có thêm một kiến tạo nữa. Đứng ngay. Sút được. Trời, hat-trick luôn trời.
đi bạn ngoài luôn chơi. À, bệnh đã. Thì có được. Ok. Mạnh. Quay. Tiếp. Được. Thay luôn. Thay luôn nè. Sân nhỏ, di chuyển nhiều và liên tục nên mệt rất là nhanh. Ra nghỉ xíu rồi vô tiếp. Ở đây có một cái vườn bonsai. Ban ngày chắc là đẹp hơn. Tối đây nó thiếu ánh sáng á. Nhìn nó hơi quạnh hiu. Có khán đài đây nè anh em. Che nắng mưa luôn. Ra để đứng mới thấy đây có khán đài. Giờ để ý. Này bước trong không thấy. Nhà hai bên đều có khán đài. À quên, kèo này hai bên quen nhau nha anh em, nên đã vui vẻ là chính, không quan trọng thắng thua đâu nè. Chà, nãy giờ mình kiếm được bao nhiêu tiền rồi ta? Anh em nào biết, thả cho mình cái comment nào. Hey. Wow, nãy giờ mình kiến tạo cho số 77 liên tục. Đi. Hai. Hai ơi. Cái nữa. Ơi. Nghe. Thôi đi bài ngoài luôn chơi. Ây da, chân hơi sượng sượng ta. Mỏi cơ. May là đội bạn đã thấp, chứ đã cao là bể cái máy quay. Cầu số 77 vừa cởi áo qua gánh bên phía áo trắng, thế là bị mình xin 30k. Giờ lại giữ được. Tung skill qua người hay mà được truyền xuống cục 2 bị cắt mất, tiếc quá tiếc. Hết.
hay. Ra ngoài đâu. Hey. Xuất được. À dạ dạ dạ. Ok đi luôn. Ơi 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 ơi. Đẩy ra, đẩy ra. Ê, ê, ê. Chết tôi rồi. Thu lưng nha. Đẩy luôn. Đâu. Trời ơi. Ê, gãy chết tôi. Cậu luôn, đi chứ mà. Ê. Vui gì vậy? Vậy được. Anh một. Đưa ra. Ê, let people nè, nhưng không qua ai hết. Ê. Nhìn quá. Thật chân vô. Ừ. Thật chân vô. Ừ, ra bi luôn rồi. Xuống được. Đây rồi. Hết giờ. Kèn ơi. Dạ. Kèn. Kèn ơi. Không. Đây cảm ơn. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn. Trời má kêu đâu há mà đi đá giải vậy á. Khúc cuối đã hoàn vô trời. Khúc sau đã giữ mối hai bên vui vẻ. Hai bên quen nhau mà. Bên kia còn đủ người đá. Áo đỏ phải qua đó đá mấy người. Ok, giờ thì ngồi xem hai trận bóng của giải WBL S1 nha. Khán giả đông quá trời luôn anh em ơi. Không ngờ là người dân 77 đam mê bóng đá cuồng nhiệt đến vậy luôn đó. Coi đá banh đến 22 giờ khuya mới về đó nha anh em. Ok. Như vậy là cũng được hai trận banh tại Quy Nhơn. Thêm một thành phố nữa. Anh em muốn mình đi thành phố nào nữa thì thả vào bên dưới cho mình comment nha. Nhưng là anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian tới. Mình là Phạm Thi, chào, gặp lại, bye bye.